bánh nè, tương ớt nè. Bây giờ xuống sẽ ăn nha. Tương ớt chứ đâu phải nước ớt con xù. Nè, bữa nay mẹ cưng mày cho mày chả lụa thích không xù? Dạ hết. Mà chả lụa mình có thể chấm được với cái gì nữa không? Dạ, chấm được muối tiêu nè, nước tương nè. Rồi mình ăn với bánh mì mình có thể ăn được cái gì khác không? Dạ. Ý là chả lụa mình có thể ăn chung với cái gì được nữa không? Dạ, có thể ăn chung với bánh mì nè, kẹp vô bánh mì ngon lắm. Mình không ăn bánh mì, mình ăn với cơm được không? Dạ được. Cay không xu? Dạ không. Ngon không? Ngon. Cũng hơi cay cay chút đó các bạn. Đi học về đói bụng ăn ngon quá ha xu ha. Ừ. Ngon thì ăn nhiều luôn nha. Dạ. Cái các bạn ơi, thì nãy tôi chấm nhiều quá. Chả lụa làm từ thịt gì vậy Xu con biết không? Dạ thịt heo. Giỏi dữ vậy ta. Mẹ xách cái miếng dày hay mỏng nè? Dì dày. Dày ngon không? Ngon. Mỏng ăn nó ít quá à. Dạ. Xu kêu tiền xách miếng nào miếng nấy dày vậy nó mới chịu, dày ăn nó mới ngon. Ngon thì con ăn nhiều vô nha Xu. Đi học về cái có một mâm chả lụa ăn đã không? Dạ đã. Tôi dễ thương quá à. Người đẹp ăn cái gì cũng đẹp hết trơn á. Ăn thử đi, đâu răm ăn đâu có sao đâu Xu. Chả lụa nó ngon sao Xu? Dạ nó béo béo. Ngon lắm. Chả lụa này mình nhậu được không Xu? Dạ được. Nhậu gì cũng được trơn các bạn ơi. Chứ còn món ngon được rồi. Vậy đó hả? Chả lụa là nhậu được ha. Dạ. Nhậu với bia hay là rượu nè. Bây giờ con đang ăn là con có uống rượu không? Không, con nghe con gái mà. Con nít đâu có uống đúng không? Hả? Con nít là mình đâu có uống đâu ha. Chỉ có người lớn mới uống không? Dạ. Nhưng mà đàn bà uống bia được á. Tại vì bà út của Xu á, thôi con biết uống bia. Rồi con biết uống không? Không. Để mày đợi mày sang lớn rồi con uống được. Lớn là mới uống được hả? Dạ.
ghê luôn á các bạn ơi. Ngon ghê là ngon sao Su? Ngon là ngon quá. Ngon là ngon quá. Chỉ có miếng này nhỏ nhất thôi các bạn ơi. Trời biết dồn, sao con biết hay vậy Dạ con thấy ba nhậu hay hay dọn vậy nè. Dạ con thấy ba nhậu hay hay dọn vậy nè. vậy đó hả? Dạ. Sao ăn với mì cảm giác nó sao nè? Dạ ăn bánh mì rất là hạt Ngon sao Su? Nó béo hay là nó mặn Su? nó béo béo đó bạn ơi. Cái lũi cha da ngon ngon các bạn ơi. Cái lỗ các bạn ơi. Con thích món nào nữa? Dạ con thích thêm món mì nữa. Món mì cay á. Cay mới được hả? Không cay được không? À, không. Cay ngon hay sao? Dạ đúng rồi, cay ngon. Kiểu ngã các bạn ơi. Nãy con ăn ít thôi, con ăn nhiều quá, con nhai dữ gì đó hả Xu? Lại cái lượng ngon á. Ngon quá ha. Ăn thêm cọng rau răm nữa đi cho nó ngon nữa. Ngon biết ăn rau răm không? Không. Chứ rau răm để nó chi vậy? Để ăn đẹp. Để cho nó đẹp gì đó hả? Bây giờ cô cầm nguyên miếng quăng nha các bạn. Trời ngon luôn hả? À?
thấy xung quanh mẹ thèm quá à. Trời ơi, cắn miếng luôn. Ngon các quá. bạn ơi các bạn có thấy chút quyền không? Ăn ra hình chiếc thiền luôn hả Xuân? Dạ. Giờ hết hình chiếc quyền rồi. Đường trắng với miếng gừng ớt còn ngon nha các bạn. Video của Tiền đến đây là cũng kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video Su ăn nãy giờ. Các bạn thấy video hay thì đăng ký, like, chia sẻ để ủng hộ kênh của Tiền. Và bây giờ thì bye bye, bye, bye.